mẹ đi chùa cầu an, bé gái 12 tuổi ở Sài Gòn mất tích. Trong lúc cả nhà đi chùa cầu an đầu năm mới, bé gái 12 tuổi ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, được mẹ cho ở nhà để chuẩn bị sách vở đi học. Đột nhiên mất tích. Ngày 26 tháng 2, trao đổi với phóng viên báo, chị Đào Thị Quy Trình, 38 tuổi, quê Đắk Lắk, ngụ tại phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang rất lo lắng. Khi con gái duy nhất của chị, tên Nguyễn Đào Nhật Di, 12 tuổi, học lớp 7, mất tích. Theo lời của chị Trình, sáng 25 tháng 2, cả gia đình đi chùa ở Bến Tre, nhưng do sức khỏe bé Di không tốt, nên chị già để lại 200.000 đồng, dặn con ăn uống xong thì đi học. Khoảng trưa, chị đọc được tin nhắn của con gái và bạn rủ nhau đi bụi, với nhiều ngôn từ nhạy cảm. Rồi gọi lại cho con thì cô bé trả lời, tụi con nhắc, nên chị phần nào yên tâm. Đến chiều 25 tháng 2, người thân thông báo có tới nhà chị Trình, nhưng không thấy bé Di đâu. Chị Trình gọi lại cho con gái, thì thôi bao không liên lạc được. Chị cùng anh em trong gia đình, sợ con bé hư hỏng, nên tôi rất ít cho con sử dụng điện thoại, Face và quản lý cả tài khoản của con. Giờ đột nhiên con bé mất tích, tôi không biết đến đâu để tìm con nữa, chị Trình lo lắng. Theo mẹ bé Di, lúc đầu chị vẫn liên lạc được với con qua mạng xã hội và biết bé đang ở quận 7, nhưng khi chị tới quận 7 thì hoàn toàn mất dấu. Cả một đêm tìm con trong vô vọng, chị Trình tìm tới hội bảo thành phố Hồ Chí Minh để nhờ sự giúp đỡ và được luật sư, chi hội trưởng chi hội, luật sư bảo vệ quyền trẻ em, thành phố Hồ Chí Minh khuyên chị đến công an phường 12, quận Gò Vấp để trình báo. Do hôn nhân không hạnh phúc nên vợ chồng chị đã ly hôn rồi đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Công an phường 12, quận Gò Vấp đang điều tra, xử lý vụ việc. Ai nhìn thấy hoặc biết bé Di ở đâu? Xin vui lòng báo giúp qua số điện thoại của chị Trình 0965 078 381 hoặc số điện thoại cậu ruột của bé, anh Hòa 0969 217 411. Hai cậu bé trả 40 triệu nhặt được, mình mất 10.000 đồng còn thấy xót. Mới nói rằng cậu mất 10.000 đồng còn thấy xót, người đánh rơi hàng chục triệu, chắc chắn sẽ buồn, nên em nhờ công an tìm họ để trao lại. Mở chiếc ví nhặt được thấy nhiều tiền, mới giục khan chạy xe đến công an huyện để nhờ cảnh sát tìm người đánh rơi tài sản. 4 ngày qua, người dân ở Thạnh Điền, ở thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng đều khen ba thiếu niên nghèo khi nghe câu chuyện các em giao công an trên 40 triệu đồng nhặt được ngoài đường. Đó là Trần Thanh Mới, Đỗ Văn Bằng, cùng 16 tuổi và Lê Nhĩ Khang, 14 tuổi. Nhà gần cống thủy lợi Thạnh Trị, nghỉ học để chăn trâu. Ông Nguyễn Quốc Khanh, bí thư chi bộ ấp Thạnh Điền, cho biết Mới và Khang là anh em bà con cô cậu. Bằng ở cùng xóm, cha mẹ chia tay. Và người nào cũng đi thêm bước nữa, nên em tá túc nhà cô ruột để đi học. Gia đình cô của Bằng chỉ đủ ăn, còn Mới với Khang thuộc hộ cận nghèo. Cũng vì nghèo mà mấy tháng trước hai đứa này nghỉ học. Ông Khanh nói, nhà Nhĩ, Khang nằm sâu trong ruộng lúa, đường vào quanh co. Ông Lê Thanh Sơn, 43 tuổi, cha Khang cho biết, nhà nghèo, chỉ có hai công ruộng, nên gia đình nuôi thêm vài con trâu, để cày bừa và kéo lúa thuê cho hàng xóm. Hàng ngày, mẹ Khang đi giúp việc nhà ở chợ Phú Lộc. Gia đình khó khăn quá nên Khang nghỉ học để chăn trâu. Vợ chồng tôi nhiều lần động viên con đi học lại, nhưng cháu nói, mê mấy con trâu quá ba ơi. Nhà mình có chị con học điều dưỡng là được rồi, người cha chia sẻ. Cũng vì cuộc sống vất vả, cha làm thợ hồ, mẹ bán thức ăn sáng thui, nên Trần Thanh Mới cũng rời ghế nhà trường vào hè năm trước. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Bằng có điều kiện hơn nên học tiếp lên lớp 10 và vẫn thường đi chơi chung với anh em Khang, Mới. Người đánh rơi chắc chắn buồn lắm. Tối 19 tháng 2, mùng 5 Tết Mậu Tuất, Khang chở Mới bằng xe đạp và Bằng chạy xe riêng cùng đi chơi ở khu vực trường Trung học Phổ thông Trần Văn Bảy đến nhà văn hóa huyện Thạnh Trị. Khi cả ba về ngang bến xe buýt gần trường Trung học Phổ thông Trần Văn Bảy, Khang nhìn thấy chiếc ví nữ nằm ven đường. Con dừng xe, cúi nhặt cái ví, rồi đưa ra sao cho Mới xem. Mới mở ra thấy nhiều tiền và nói con, đạp xe chạy thẳng đến công an huyện Thạnh Trị cách đó chừng 500 mét. Bằng sau đó cũng chạy theo, Khang kể. Đến trụ sở công an huyện, đầu tiên chỉ một mình Mới dám vào. Một cán bộ trực sau đó mời hai em còn lại vào, rồi báo cáo sự việc cho lãnh đạo. Mấy chú công an hỏi tụi con lượm cái ví ở đâu, để chú ra đó phát loa tìm người đánh rơi.
lúc mới mở ví ra, thấy nhiều tiền là con nghĩ đến việc người đánh rơi, chắc chắn sẽ buồn lắm, chạy đi tìm lại ngay, nên tụi con phải nhờ công an giúp họ. Mình mất 10.000 đồng, còn thấy xót, huống chi người ta mất nhiều tiền, thiếu niên 16 tuổi nói một cách vô tư. Để biểu dương đức tính tốt của các em, công an huyện Thạnh Trị đã thông báo vụ việc đến trường Trung học phổ thông Trần Văn Bảy và đề nghị lãnh đạo nơi đây tuyên dương năm sinh Đỗ Văn Bằng. Khang mới đã nghỉ học nên chính quyền thị trấn Phú Lộc đang lên kế hoạch biểu dương hai em. Hai cây sung cổ thụ trăm tuổi thu hút hàng ngàn người đến chụp ảnh. Hai cây sung cổ thụ gây sốt trên mạng vì rất nhiều người trẻ kéo tới chụp ảnh, chết yên tại đây. Trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, hàng ngàn du khách đã tìm đến trang trại nuôi gia súc trên đường Phước Tân, Bãi Ngà thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, Phú Yên để chụp ảnh. Trang trại này nằm giữa rừng núi hoang dã và ở đó có hai cây hơn 100 năm tuổi. Gốc cây sung nằm trồi lên mặt đất, cành xum xuê trông rất đẹp, khung cảnh quyến rũ. Và chính vì thế, nó đã thu hút rất nhiều người đổ xô về đây chụp ảnh check-in. Chủ nhân của trang trại cho biết, ban đầu những đôi nam nữ đi vào Dũng Rô để chụp ảnh cưới, nhưng tình cờ nhìn thấy hai cây sung và thảm cỏ đẹp nên vào chụp ảnh. Những cặp đôi này đã đăng ảnh cưới lên mạng Đình Thảo. Nên chị Thu Hằng cùng một số người đầu tư thêm hàng rào, ghế, chòi, tạo thêm cảnh quan gần gũi với thiên nhiên hơn. Chị Thu Hằng chia sẻ, mình cùng với mấy anh ở đây bỏ thêm tiền đầu tư để tạo ra điểm tham quan cho du khách vui chơi giải trí. Ở Phú Yên mình, chưa có nơi để du lịch dã ngoại. Hai cây sung này cũng đã hơn 100 năm tuổi, dáng hình đẹp, nên đã cuốn hút giới trẻ mê chụp ảnh, và hiện du khách nườm nượp kéo đến chiêm ngưỡng. Biết cây sung này qua mạng, anh Trương Văn Phát ở thành phố Tuy Hòa Phú Yên đã cùng vợ tìm đến đây để chụp ảnh lưu niệm. Điểm chụp ảnh ở đây quá là hay, dùng đất này hồi xưa là tự nhiên thôi. Bây giờ người ta trang trí thêm tí xíu, thì thấy bức ảnh lên rất là tuyệt vời, anh Phát tâm đắc. Còn chị Lan ở xã An Thọ, huyện Tuy An, Phú Yên thì cặp, nên mình đến chụp với họ. Hình lên rất đẹp, khung cảnh tựa như trong phim. Trước đây, trang trại này cho người dân vào chụp ảnh miễn phí. Nhưng do có tình trạng xả rác thải ảnh hưởng đến môi trường, nên du khách đề nghị chủ trang trại thu phí vệ sinh môi trường khu vực với mức 5.000 đồng một người. Qua Tết trang trại này mở rộng phạm vi cho khách du lịch tham quan, chụp ảnh trong trang trại. Em sẽ tạo thêm khu vực cho các bạn tiếp xúc với thiên nhiên hoang dã, cùng với cho dê ăn, cho bò ăn, cho heo ăn, cho gà ăn các thứ. Nói chung là để cho các bé nhỏ tiếp xúc với những động vật mà chị Thu Hằng tâm sự về ý tưởng của mình. Chỉ tính riêng từ mùng 1 Tết đến nay, đã có hơn 1.000 khách du lịch đến chụp ảnh tại đây, mà chủ yếu là giới trẻ.